Một cuộc thi âm nhạc dành riêng cho người nông dân. Một cuộc thi âm nhạc dành cho những người có niềm yêu thích đặc biệt đối với dòng nhạc trữ tình. Nhà nông tự tình 2022 chính thức khởi động. Vòng tuyển chọn chương trình được tổ chức tại 3 khu vực: Cần Thơ ngày 22 tháng 9, Đắk Lắk ngày 25 tháng 9, Phú Thọ ngày 29 tháng 9. Đừng ngần ngại đăng ký để có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu chuyên nghiệp. Mọi chi tiết xin liên hệ email nhanongtutinh@gmail.com, hotline 1-024-6659-9023, hotline 2-039-235-0269.